Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị đã đến với kênh YouTube của sở hữu cây Tuấn Thanh. Và trước mắt quý vị anh chị đây chính là mẫu đường hồ cây Sừng Châu và được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa, mun Lào. Và sản phẩm này thì hiện tại Tuấn Thanh vừa hoàn thiện xong và cũng đang chuẩn bị giao cho một vị khách hàng ngay gần cạnh xưởng đường hồ Tuấn Thanh, khoảng độ mấy trăm mét. Thì anh có qua đây và đã lựa chọn với cái sản phẩm đường hồ cây hộp Sừng Châu này với chất liệu gỗ mun hoa để làm một trong những sản phẩm trang trí trong không gian phòng khách nội thất nhà mình. Và trước khi trao trả cái sản phẩm này đến cho gia đình nhà anh thì Tuấn sẽ làm một video nhỏ để gửi tới quý anh chị em nhà mình với mẫu hộp Sừng Châu chất liệu gỗ hương mun hoa, mun Lào. Dạ vâng, thì đầu tiên cái sản phẩm này thì nó có chiều cao tổng là 2m27 và mặt chân đế chiều ngang là 70 và chiều sâu là 34 và được làm bằng chất liệu gỗ mun Lào và được Tuấn Thanh phun hoàn thiện PO bóng mờ 100 và hiện tại Tuấn vừa lau lại cho nó bóng một chút để ra trả sản phẩm này đến cho gia đình nhà anh. Thì sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp với những không gian phòng khách gọn gàng, những phòng khách nhỏ hẹp. Đấy, anh chị có thể thấy ạ, từ trên xuống dưới nó là một hình đường thẳng nên là nó sẽ rất là gọn gàng để kê vào những vị trí góc cạnh ở trong không gian phòng khách nhà của vị trí với những dạng không gian nhà ống, nhà hộp đó, thì nó sẽ rất phù hợp với cái sản phẩm này bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ nhỏ gọn hơn và nó cũng mang lại cho cái vị trí một cái sự sang rất là sang trọng với chất liệu gỗ mun hoa. Và sản phẩm này thì Tuấn Thanh sử dụng cho nó một bộ mặt gang pha thép ạ. Vâng, được phủ bóng màu vàng rất là bóng. Đây, Tuấn có thể nhìn thấy mình ở trong gương của cái bộ mặt này. Đó, anh chị có thể thấy ạ, rất là bóng và đẹp. Với những chữ số La Mã bằng cũng là bằng gang, được mạ bóng bằng được mạ bóng màu vàng rất là đẹp đó. Và sản phẩm này Tuấn Thành sử dụng kim 3 giây đó, để cho nó được hiện đại hơn. Và với sản phẩm với kích thước cao 2m27, rộng 70 và sâu 34 này thì anh chị có thể để được ở những vị trí góc cạnh rất là nhỏ bên cạnh những cái kệ hay bên cạnh những bộ bàn ghế nhà mình thì anh chị có thể đặt được cái sản phẩm này ở rất nhiều vị trí khác nhau. Và đây anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ, những cái đường vân gỗ mun hoa rất là đẹp đó. Vân đây thì được làm bằng những cái dòng vân gỗ mun loang đó, những cái đường vân rất là loang. Và tất cả ở đây là đều được hoàn thiện, đánh giấy ráp rất là kỹ, được làm nguội rất là kỹ càng nên là cái bề mặt của nó đây anh chị thấy ạ, cái bề mặt của sản phẩm này anh chị có thể nhìn rất là nhẵn bóng, rất là nhẵn bóng. Đây anh chị có thể nhìn nghiêng này đó, nhìn nghiêng này anh chị có thể nhìn được thấy cái độ nhẵn bóng của sản phẩm này nó như thế nào đó. Khi nhìn trực diện này nó sẽ khó nhưng mà khi nhìn nghiêng này anh chị sẽ rất là dễ để có thể biết được sản phẩm này nó hoàn thiện, nó có kỹ hay không. Và cái điểm thứ hai là khi anh chị sờ vào các sản phẩm của Tuấn Thanh thì nó rất là trơn, sờ cực kỳ mát tay và trơn đó, là có thể hiện được cái độ nạo gọt rất là tỉ mỉ của những người thợ hoàn thiện bên xưởng cây Tuấn Thanh đó. Phía bên hồi này thì nó sẽ có hai cái cánh để mở ra mở vào để có thể chỉnh chuông, chỉnh giờ ở phía bên trong này. Tất cả các cái cánh mặt tiền này thì cũng đều mở ra được hết anh chị nhé. Đó, cánh mặt tiền này đều mở được ra. Đây thì em đang cố định cái dây trong này để cho nó không bị vướng đó. Đây, hai bên hồi này thì đều được mở cánh ra và được điểm cho nó một cái núm cúc áo rất là xinh xắn như thế này. Đó, bên trong đây chính là những hộp pin, những cái bộ công cụ của nó. Đây chính là tiếng chuông của bộ sản phẩm này đấy ạ. Đó, đấy là tiếng chuông của bộ máy Sunny. Máy Sunny thì là một dòng máy điện tử mà Tuấn Thanh phân phối từ rất lâu rồi. Đó, và anh chị có thể nhìn thấy những cái đường vân gỗ mun hoa ngang dọc rất là đẹp, nó tạo nên một sản phẩm rất là tuyệt vời và giá trị dành cho không gian phòng khách. Ở phía bên dưới này thì là những bộ tạ treo trang trí bằng nhôm và được mạ phủ bóng rất là đẹp, rất là trơn tru đây. Đó, phía bên trong này Tuấn có thể soi gương được thấy mình. Đó, anh chị cũng có thể nhìn thấy đấy ạ. Với những cái đường vân cánh này rất là đẹp như thế này. Và phía phần dưới bệ đây ạ. Phần dưới bệ này thì Tuấn Thanh làm dưới bệ này thì Tuấn Thanh làm cho nó một cái cổ cong này rất là uyển chuyển và cổ rất là dày dặn. Cái bông hoa lan tây ở giữa này đục cũng rất là đẹp này, rất là sâu. Ván này thì Tuấn Thanh làm dày 2 phân ván đục để có thể đục được ra những cái bông hoa lá tây nó sâu và sắc nét như vậy.
Đó, cái khung cánh bằng gỗ mun và được làm hoàn thiện rất là kỹ càng. Đó, anh chị có thể cảm nhận được cái độ nét và cái độ nhẵn lì của cái dòng gỗ mun hoa này nó như thế nào. Cái gỗ mun hoa là một trong những dòng gỗ quý tại Việt Nam hiện nay, và hiện tại thì nó không còn nữa để mà sản xuất nữa. Đó, nó chỉ còn lại ở những cái thương lái buôn đó, ở trong kho mà thôi. Và hiện nay thì gỗ mun hoa nó sẽ không còn nhiều, nó còn nhưng mà còn rất là ít đó, để cho anh chị có thể thấy được cái độ quý hiếm của cái dòng gỗ mun này nó như thế nào. Đó, và cái đặc điểm của gỗ mun hoa là nó có cái những cái đường vân rất là đẹp. Cái điểm thứ hai mà đáng giá của gỗ mun hoa đó chính là cái nhựa gỗ của nó rất là đắng và cay, nên là cái khả năng chống mối mọt của gỗ mun hoa nó thuộc vào top 1 trong những cái dòng gỗ chống mối mọt tốt nhất hiện nay. Những anh chị nào em nào làm nghề biết về gỗ mun hoa sẽ biết được là những người thợ mà để làm được ra những cái sản phẩm bằng gỗ mun hoa này thì sẽ rất là vất vả và khó khăn. Bởi vì trong quá trình làm việc thì chúng em phải tiếp xúc trực tiếp với gỗ, nên là những cái nhựa gỗ và cái bụi mùn của gỗ nó bắn vào người nó rất là rát và nó rất là xót. Đặc biệt là trong những cái thời gian mùa hè khi đổ mồ hôi nhiều mà cái mùn của gỗ này nó bay nó bám vào thì nó rất là xót đó. Nên là cái dòng gỗ này nó chống mối mọt cực tốt. Là từ trong quá trình khoảng sản xuất thì Tuấn Thành đã kiểm nghiệm được cái chất lượng của sản phẩm này, không hề có mối mọt gì. Và Tuấn Thành cũng lựa chọn những cái phần gỗ tốt nhất để có thể dựng lên một cái sản phẩm đẹp nhất dành cho quý anh chị. Đó, sản phẩm này thì nó được chia làm hai phần. Đây là tầng trên của nó này, Tuấn sẽ nhắc lên anh chị em nhìn thấy đây. Đó, tất cả các sản phẩm đồ cây thì đều được chia làm hai phần để nó thuận tiện hơn trong quá trình vận chuyển cũng như lắp đặt sản phẩm. Đó, và sản phẩm này ở phía trước nó cũng có 4 cái cột trụ tiện và được tiện trơn để có thể khoe được hết những cái đường vân gỗ này. Anh chị có thể nhìn thấy cái đường vân gỗ mun hoa đấy ạ. Đó, cái bông này thì nhìn y như hoa hồng luôn. Đó, rất là đẹp. Và những cái thanh lắc ở bên trong nó lắc đi lắc lại như này để tạo ra cho nó một sự chuyển động rất là hài hòa. Và những cái tiếng chuông của nó thì giúp anh chị có thể thư giãn được hơn trong những thời gian nghỉ ngơi của mình. Sau những giờ làm việc rất là căng thẳng thì khi anh chị về nhà và nghe những cái tiếng chuông của đồng hồ nó ngân lên thì có thể giúp chúng ta có thể giảm bớt được những căng thẳng mệt mỏi sau những giờ làm việc. Đó, không chỉ là một món đồ trang trí trong nhà mà nó còn giúp chúng ta thoải mái hơn, thoải mái về tinh thần hơn trong những lúc làm việc căng thẳng. Và một món đồ rất là giá trị mà anh chị không thể thiếu được trong không gian phòng khách nhà mình, phải không ạ? Vâng, và sản phẩm này thì hiện tại Tuấn Thành đang có giá là 26 triệu đồng. Và ngay sau đây thì Tuấn sẽ kết thúc video này và để giao chuyển cho anh ở ngay đây. Và đây ạ, đây chính là một bản hợp đồng của Tuấn Thành. Khi các anh chị mua hàng của Tuấn Thành thì đều nhận được một bản hợp đồng như thế này. Đây chính là một hợp đồng bảo hành. Thì phía bên trong bản hợp đồng này nó sẽ bao gồm thông tin của quý anh chị, thông tin của sản phẩm và chế độ bảo hành, và hai bên ghi ký rõ họ tên và có con dấu đóng. Và con dấu của Tuấn Thành thì được Sở Kế hoạch Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Ninh cấp cho, nên quý vị anh chị hãy yên tâm khi sử dụng các sản phẩm của Tuấn Thành. Đó, rất là yên tâm. Và sau đây Tuấn xin kết thúc video của mình để chuyển cái sản phẩm này tới cho gia đình nhà anh. Hiện tại đang là 6:20, Tuấn sẽ kết thúc video tại đây và để chuyển sản phẩm này đến cho gia đình nhà anh chị đấy. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đón xem video của Tuấn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và để nhận được những sản phẩm mới nhất của Tuấn Thành, cập nhật liên tục những sản phẩm mới nhất cũng như giá của các sản phẩm đó, thì anh chị hãy ủng hộ Tuấn bằng nhấn vào nút đăng ký kênh. Tuấn xin cảm ơn quý anh chị, như anh chị đã đăng ký kênh Tuấn trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian sắp tới Tuấn sẽ có rất nhiều những phần quà để chia cho quý anh chị khách hàng của mình. Nên anh chị hãy đăng ký vào kênh, Tuấn sẽ tặng quà cho mọi người. Và Tuấn xin kết thúc video của mình tại đây. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào ạ.